Everyone, chào các em. Trong cái video lần này cô sẽ sửa cái bài tập liên quan đến so sánh hơn và so sánh nhất. Hôm trước cô đã cho các bạn làm 24 câu trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta đi sửa vào từng câu. Câu số 10. She is a tourist guide than I expected. Than, ở đây mình có than là so sánh hơn, và so sánh hơn mình có tính từ là better. Better, better là so sánh hơn, tính từ so sánh hơn của good. Câu số 11. Your bicycle is in condition than mine. Than, so sánh hơn nữa. Mình có so sánh hơn, tính trong số những cái tính từ này mình có so sánh hơn là worse, tính từ bất quy tắc. Các bạn xem lại lý thuyết tính từ bất quy tắc nha. Câu số 12. If you are in Hanoi, Hà Long is than Hải Phòng. Rồi, tương tự cũng là một cái tính từ bất quy tắc. Far, so sánh hơn của nó là farther hoặc là far, further. Mình chọn đáp án A, bởi vì phương án D này thiếu chữ R. Sao là chính tả nha. Câu số 13. A chimney is a type of app. Most other apps. Smaller than. Smaller. Much smaller than, smallest than. Thấy có than là so sánh hơn thì không thể nào có cái đuôi s đây, mình loại. Small là tính từ ngắn thì so sánh hơn, có than là so sánh hơn là phải là smaller. Cho nên loại phải đáp án C. Đáp án B, smaller thiếu than, cho nên mình chọn đáp án A, smaller than. Câu số 14. The New World Hotel is one of the of hotels in Ho Chi Minh City. The best expensive. Sai cái từ best. Expensive là tính từ dài, cho nên là phải là the most expensive. Vậy thì chúng ta chọn đáp án C, so sánh nhất. The most expensive. Câu số 15. The case my mother makes are than the ones I do. Có than là so sánh hơn. Động từ, tính từ chúng ta so sánh là tính từ delicious. Delicious là tính từ dài, cho nên chúng ta thêm more. More delicious. Câu 16. Today's most of everything seems expensive than usual. Than, so sánh hơn. Seem, rồi. Expensive là tính từ dài, chúng ta dùng more. More expensive. Câu số 17. The weather is today than yesterday. Cũng là so sánh hơn. Chúng ta có so sánh hơn là better. Tính từ so sánh hơn là better. Câu số 18. The film is more. Có more cũng là so sánh hơn luôn nha. Và sau nó chắc chắn là một tính từ dài, long adjective. Mình có tính từ dài và câu này cũng thiếu than nữa, là tính từ dài cộng với lại than. Chúng ta chọn phương án B, interesting than. Interesting than. Câu số 19. The Queen of England is one of the women in the world. Phụ nữ trên thế giới thì so sánh nhất rồi. Là tính từ rich, là tính từ ngắn, cho nên mình thêm đuôi est là richest, the richest. Câu 20. He has never driven as far a car down this one. Anh ấy chưa bao giờ lái một cái xe nào mà nó nhanh hơn là cái này. Vậy chứng tỏ cái xe này là cái xe nhanh nhất, đúng không các bạn? Cái này là cái xe nhanh nhất. Nhanh nhất thì mình có là gì? This is the fastest car he has ever driven. Câu này có khả năng đúng nè. The fastest car he has driven is this one. Cái xe mà nhanh hơn anh ấy từng lái là cái này. This is a fastest car he has driven. Mạo từ có vấn đề. This is the first time he has driven this fast car. Đây là lần đầu tiên mà anh ấy vừa mới lái cái xe nhanh như thế này. Là rồi, vậy thì chúng ta chọn phương án A. Anh ấy chưa bao giờ lái một cái xe nào nhanh hơn cái xe này, chứng tỏ cái xe này là nhanh nhất. This is the fastest car he has ever driven.
Câu số 21. This is the most delicious cake I have ever eaten. Đây là cái bánh ngon nhất mà tôi từng ăn. Bây giờ mình xếp từng câu. I have ever eaten a more delicious cake than this. Tôi đã từng ăn bánh ngon hơn cái này. Thì chưa đúng. I have never eaten a more delicious cake than this. Tôi chưa bao giờ ăn một cái bánh nào ngon hơn cái bánh này. Khả năng là đúng. The cake I have never eaten is more delicious one. Cái bánh mà tôi chưa bao giờ ăn thì nó là cái bánh ngon nhất. Chưa ăn mà sao biết nó ngon nhất được, đúng không? I have eaten more delicious than ever. Tôi đã từng ăn more delicious. Thiếu danh từ rồi. Đúng chưa? Rồi, vậy thì chúng ta chọn phương án B là phương án chính xác nhất. Câu 22. Which one is this band or that one? Ở đây mình có hai cái so sánh là this band or that one. Cái này hay là cái kia? Vậy thì đó là so sánh nhất. Mình dùng better. Which one is better? This band or that one? Câu 23. Richard's English is much better than its word. Tiếng Anh của Richard's thì tốt hơn là nó đã từng. Thì chứng tỏ là bây giờ anh ấy học tiếng Anh tốt hơn ngày xưa, đúng không? Richard speaks better English now than he did before. Richard has started to learn English but he doesn't speak it well. Richard đã bắt đầu học tiếng Anh nhưng mà anh ấy không có nói tiếng Anh giỏi. Câu này chưa có đúng, chưa phù hợp. Richard has always spoken English well. Richard luôn nói tiếng Anh rất tốt. Chưa đúng. Richard is the best English speaker. Richard là người nói tiếng Anh tốt nhất. Chưa phải. Vậy mình chọn phương án A là phương án phù hợp. Richard nói tiếng Anh tốt hơn trước đây. Câu 24. Hà Nội is city that I have ever been to. Rõ ràng cái này cũng là so sánh nhất nè. So sánh nhất. Và tính từ so sánh là interesting, là tính từ dài. Cho nên chúng ta dùng the most interesting. Đáp án D. Yeah. Rồi, các bạn xem thử mình đúng được bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu câu. Để lại comment ở phía dưới cho cô nhé. Bye bye, see you later.